Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Nga cảnh báo mạnh mẽ nhất tới Mỹ về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh Giám đốc CIA dự đoán tình hình chiến sự năm 2024 Ukraine phủ nhận Nga chiếm được ngôi làng ở tỉnh Kharkov Truyền hình nhà nước Nga bắt đầu thừa nhận Nga có thể thua ở Ukraine Nơi ở bí mật của Putin được phát hiện gần Phần Lan được canh gác nghiêm ngặt. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Vừa rồi là những nội dung chính đáng chú ý trong bản tin của ngày hôm nay và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Nga cảnh báo mạnh mẽ nhất tới Mỹ về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga tin rằng việc Mỹ trao trả vũ khí hạt nhân cho Anh có thể là một kịch bản có thể xảy ra, mặc dù gây bất ổn các báo cáo về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Anh trước đó đã xuất hiện trên tờ The Telegraph. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, quyết định của chính quyền Mỹ trả lại vũ khí hạt nhân cho Anh sẽ là một bước đi gây bất ổn. Ông nói thêm rằng, Moscow cảnh báo mạnh mẽ Washington về một động thái như vậy. Ryabkov nói rằng, vì giả thuyết đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trở lại Vương quốc Anh, tôi muốn cảnh báo mạnh mẽ về bước đi gây bất ổn này. Đây là một kịch bản có thể xảy ra. Traiacop cũng cho biết thêm rằng kịch bản này nếu được thực hiện sẽ dẫn đến sự leo thang trong quan hệ. Trước đó vào ngày 27 tháng 1, Telegraph đã viết khi đề cập đến hoạt động mua sắm của Lầu năm gốc rằng Mỹ đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Tài liệu nói về đầu đạn B61-12-50 kiloton mạnh gấp 3 lần so với những quả bom mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Tháng 6 năm 2022, BBC công bố kế hoạch bố trí 54 máy bay chiến đấu F-35, phiên bản F-35A có khả năng mang vũ khí hạt nhân tại một căn cứ của Mỹ ở Anh trong vài năm tới. Washington đã rút vũ khí hạt nhân khỏi Anh vào năm 2008 với hy vọng rằng các mối đe dọa từ Moscow đang giảm bớt. Giám đốc CIA dự đoán tình hình chiến sự năm 2024 Giám đốc CIA dự đoán Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn trong cuộc chiến với Nga vào năm 2024. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns nhận định trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs vào ngày 30 tháng 1, năm nay có thể sẽ là một năm khó khăn trên chiến trường Ukraine. Việc Mỹ rút lui khỏi cuộc chiến vào thời điểm quan trọng này và các đức hỗ trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Theo ông Burns, Ukraine sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn, nhưng có thể khiến cho Nga phải trả giá đắt cho cuộc chiến bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến. Ông Burns cho biết, thách thức của Ukraine là chứng tỏ cho Nga thấy rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục cuộc chiến, không chỉ bằng cách đạt được tiến triển trên chiến tuyến, mà còn bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến và giành được những lợi ích ổn định ở Biển Đen. Bình luận của quan chức Mỹ dường như ám chỉ các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát tại Ukraine. Đề cập đến việc Nga có thể đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Burns cho rằng việc loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ leo thang sẽ là không khôn ngoan. Người đứng đầu Cục Tình báo Trung ương Mỹ nhận định, nhưng cũng không khôn ngoan nếu họ bị đe dọa một cách không cần thiết. Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện mà là đầu tư vào an ninh của chính NATO. Ông cũng cho rằng để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine, phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev và gửi thêm vũ khí đạn dược cho nước này. Theo ông, vũ khí cho Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình. Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu không còn mặn mà phơi việc, viện trợ cho Ukraine khi chiến sự tiêu hao kéo dài. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns nhận định trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs hôm 30 tháng 1. Năm nay có thể sẽ là một năm khó khăn trên chiến trường Ukraine. Việc Mỹ rút lui khỏi cuộc chiến vào thời điểm quan trọng này và các đức hỗ trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Theo ông Burns, Ukraine sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn, nhưng có thể khiến Nga phải trả giá đắt cho cuộc chiến bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến. Ông Burns cho biết, thách thức của Ukraine là chứng tỏ cho Nga thay rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục cuộc chiến, không chỉ bằng cách đạt được tiến triển trên tiền tuyến, mà còn bằng cách tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào phía sau chiến tuyến và giành được những lợi ích ổn định ở Biển Đen. Bình luận của quan chức Mỹ dường như ám chỉ các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát tại Ukraine. Ukraine phủ nhận Nga chiếm được ngôi làng ở tỉnh Kharkov. Kiev Independent đưa tin, ngày 29 tháng 1, quân đội Ukraine đã phủ nhận tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Tabepka, một ngôi làng nhỏ bị phá hủy ở tỉnh Kharkov, nằm cách Kobian khoảng 20 km về phía đông nam. Vladimir Fito, người phát ngôn của lục quân Ukraine, cho biết trên truyền hình, đối phương tuyên bố rằng họ đã chiếm được Tabevka. Điều này không đúng, các trận chiến đang diễn ra không xa khu định cư này. Thông báo của Fito được đưa ra trong bối cảnh Kiev cảnh báo rằng Nga đang tăng cường tấn công xung quanh Kobian nhằm bao vây và chiếm giữ trung tâm hậu cần quan trọng này trong những tuần qua. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đưa tin vào ngày 27 tháng 1 cho biết, theo các blogger quân sự Nga, sư đoàn xe tăng 47 của Nga đã giành được Tabibka, nhưng họ không tìm thấy bằng chứng xác nhận tuyên bố này. Trong khi đó, kênh Deep State của Ukraine xác nhận, vào buổi sáng, chúng tôi nhận được thông tin rằng đối phương đã kiểm soát Tabibka và đang cố gắng tiến về Bishani. Tuy nhiên, ông Vito cho biết lực lượng Kiev tiếp tục đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong khu vực, bẻ gãy 10 cuộc tấn công xung quanh Sinkipka, Tapipka, Terni và Yemolipka. Cuối ngày, ông cũng cho biết Nga đã chịu tổn thất lớn gần Tapipka, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Moscow theo hướng Kobiansk và Trước đó vào ngày 21 tháng 1, Nga cũng tuyên bố đã chiếm được Kropmelny, một ngôi làng gần biên giới hành chính giữa Kakov và Luhansk, cách Tabevka khoảng 4 km về phía đông nam. Quân đội Ukraine xác nhận, Việc rút lui khỏi Kromani nhưng cho biết việc rút lui không có tác động chiến lược. Ông Châu nói rằng việc giành được Kromani rất quan trọng đối với quân đội nga vì nó mang tính biểu tượng. Họ cần thể hiện một chiến thắng nào đó trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Truyền hình nhà nước nga bắt đầu thừa nhận nga có thể thua ở Ukraine. Các chuyên gia truyền hình nhà nước Nga thừa nhận rằng Nga có thể thua trong cuộc chiến ở Ukraine trong một chương trình phát sóng gần đây. Trong một cuộc thảo luận do nhà tuyên truyền nổi tiếng của Điện Kremlin, Vladimir Solokhov chủ trì, hai đồng minh của Vladimir Putin cho rằng Moscow đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn ở Ukraine khi cuộc chiến sắp kỷ niệm lần thứ hai, theo một đoạn clip dịch được chia sẻ với mạng xã hội X bởi người sáng lập Russian Media Monitor Julia Davis vào thứ hai. Yevgeny Bosinsky, một trung tướng Nga đã nghỉ hưu, cảnh báo rằng Nga có thể đơn giản là thua trong cuộc chiến khi ông lập luận ủng hộ việc chính phủ Putin tăng cường sản xuất vũ khí và chi tiêu nhiều hơn cho các hợp đồng quốc phòng trong cuộc chiến đang diễn ra. Ông Shalaviev phản đối đánh giá của trung tướng Bersinsky, nhấn mạnh rằng Nga không thể thua bởi vì ai cần thế giới nếu không có Nga. Trong khi đó, Andrei Sidorov, trưởng khoa chính trị thế giới tại Đại học Quốc gia Moscow, sau đó lập luận rằng khái niệm về sự bất khả chiến bại của Nga không có tác dụng trước khi đưa ra ví dụ tương tự vì hình ảnh con ếch bị luộc. Zerudov nói rằng, luận điểm cho rằng Nga không thể thua không hoàn toàn có hiệu quả nếu xét theo các sự kiện của thế kỷ 20 cả đế quốc Nga và Liên Xô đều đã thua. Ông ấy tiếp tục, nếu bạn còn nhớ sự tương tự với một con ếch, nếu bạn ném nó vào nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức, nhưng nó sẽ bị nấu chín nếu bạn đun nóng dần dần. Theo quan điểm của phương Tây, Nga là con ếch đang được nấu chín theo cách đó. Newsweek đã đưa ra bình luận tới văn phòng của Putin qua email vào thứ ba. Trấn khoa Chính trị Thế giới tại Đại học Quốc gia Moscow tiếp tục nói rằng các thù của Moscow sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực chia rẽ xã hội Nga, trong khi tin tưởng vào cuộc chiến sẽ không kết thúc bằng một cuộc chiến hạt nhân quy mô lớn. Nơi ở bí mật của ông Putin được phát hiện gần Phần Lan, được canh gác nghiêm ngặt. Cơ quan điều tra Dossier Center đưa tin hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Vladimir Putin được cho là sở hữu một dinh thự được canh gác nghiêm ngặt gần biên giới Nga với Phần Lan. Nằm cách Phần Lan 30 km, ở nước Cộng hòa Karelia, cách Tây Bắc nước Nga, dinh thự được cho là của ông Putin, có ba ngôi nhà theo phong cách hiện đại trên bờ vịnh Majalati, hay sân bay trực thăng, một số cầu tàu du thuyền, một trang trại cá hồi và một trang trại nuôi bò để lấy thịt. Cảnh quay từ máy bay không người lái về khu đất có diện tích khoảng 1 km vuông cho thấy một thác nước mà trung tâm hồ sơ cho biết đã bị đánh cắp từ công viên quốc gia Ladoga Skaris. Các nhà báo không cho biết làm thế nào họ có thể chụp được những bức ảnh trên không. Chỉ lưu ý rằng họ đã vượt qua được lực lượng an ninh được canh gác liên tục trong 24 giờ. Các nhân viên tình báo và việc gây nhũ tín hiệu máy bay không người lái để tạo ra báo cáo video giống với các cuộc điều tra chống tham nhũng của Điện Kremlin đang bị bỏ tù. Nhà phê bình Alexei Navalny viết, một bờ kè hình vuông được cho là đã xuất hiện trong khuôn viên khu dân cư Carolia hai năm trước, cùng với các dấu hiệu xe cộ hiện rõ trên bãi cỏ, có thể cho thấy dấu hiệu của thứ mà trung tâm hồ sơ mô tả là một hệ thống phòng không. Người dân địa phương cho biết ông Putin đến thăm nơi này ít nhất mỗi năm một lần. Các công sự thân cận của nhà lãnh đạo Nga được cho là đã ra lệnh xây dựng khu nhà bí mật này bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Theo Dossier, Dinh thự này là một phần của mạng lưới các công ty, giải quyết các hoạt động giải trí của Tổng thống và chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của ông, của doanh nhân và nhà tài chính Yuri Kovachok. Một khách sạn gần đó thuộc sở hữu của Kovachok và một khu dân cư lân cận thuộc sở hữu của cựu chủ sở hữu của lập bộ bóng đá Chelsea, Roman Abramovich, cơ quan đăng ký tài sản của Nga cho biết thêm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.